Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ đang khai thác được phân kỳ đầu tư 2 làn xe. 90% các doanh nghiệp tiêu dùng nhanh đã tiến hành chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với đường biên giới trên đất liền dài hơn 4.500 km, chú trọng và nâng cao sức chiến đấu, kiểm tra kiểm soát mọi di biến động trên khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ hàng đầu của những người lính biên phòng. Tại cuộc họp báo chính phủ vào chiều ngày 2 tháng 3, một trong những nội dung được các phóng viên quan tâm đó là việc đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ đang khai thác, được phân kỳ đầu tư 2 làn xe. Sự quan tâm này bắt nguồn từ những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây trên các tuyến cao tốc. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cơ quan chức năng của Bộ đang rà soát, nghiên cứu, tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và phương án tổ chức giao thông để nâng cao an toàn khai thác trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 2 làn, 4 làn, dừng không liên tục và các tuyến quốc lộ khác. Căn cứ vào kết quả rà soát đánh giá thì có cái điều chỉnh bổ sung các cái hệ thống cọc tiêu biển báo, sơn vạch kẻ đường và các cái dạng phương án về tốc độ lưu thông trên tuyến để làm sao mà cho người điều khiển phương tiện giao thông thuận lợi nhất, an toàn nhất khi lưu thông trên các cái tuyến cao tốc này. Và phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương để xử lý nghiêm các cái người điều khiển phương tiện có vi phạm các cái quy định về pháp luật về an toàn giao thông. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, hiện Bộ cũng đang hoàn thiện quy chuẩn quốc gia về đường cao tốc, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến thẩm định và sẽ ban hành trong quý 1 năm nay. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc phân kỳ đầu tư. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang bước vào thời gian thi công cao điểm. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, hiện đang được chính phủ đặc biệt quan tâm và đôn đốc về tiến độ. Hiện các chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc, thi công 3K4 kíp nhằm sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Tại gói thầu XL11 của Tổng Công ty 39 Bộ Quốc phòng thi công, hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc để lắp dầm cầu vượt đường Hàm Nghi và các hạng mục khác. Chúng tôi đang triển khai đồng loạt một số hạng mục như đắp đất nền đường và các thi công các bản mặt cầu và một số vị trí nền đất yếu để đảm bảo tiến độ. Còn tại đoạn cao tốc Hàm Nghi Vũng Áng do Công ty Xây dựng Xuân Trường thi công, hơn 200 công nhân cùng máy móc đang tập trung đổ cấp phối đá dăm. Với tiến độ như hiện nay, trong khoảng đầu tháng 3 này, đơn vị thi công sẽ có thể thảm nhựa đoạn cao tốc này. Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị thi công là đăng ký những cái khối lượng thì căn cứ vào những cái đấy để chúng tôi có những bố trí những cái nhân sự của ban quản lý dự án của tư vấn giám sát để phối hợp nhà thầu để làm sao là thi công được thông suất liên tục. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có tổng chiều dài hơn 102 km với 3 dự án thành phần gồm Bài Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng và Vũng Áng Bùng. Theo hợp đồng ký kết sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các đơn vị như hiện nay thì tiến độ dự án có thể rút ngắn trước 6 tháng. Chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng tạo điều kiện hết sức giúp đỡ, phối hợp và tạo điều kiện để các cái bên cùng phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Các nhà đầu tư, đơn vị thi công mong muốn chính quyền địa phương cần sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đáp ứng nguồn vật liệu, nhất là các xây dựng để các đơn vị tập trung thi công, bàn giao dự án đúng hợp đồng đã ký kết. Với 2,1 tỷ đô la Mỹ, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay. Tiếp theo là Trung Quốc và Nhật Bản. Trong 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều đạt giá trị cao hơn năm trước như gỗ, cà phê, rau quả, hạt điều, gạo, tôm. Điều này cũng cho thấy sự phục hồi của các thị trường, cũng như việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã gắn với thị trường chặt chẽ hơn. Bảo hộ thương hiệu cho hàng hóa nông sản chất lượng cao của các địa phương là vấn đề lâu nay bị bỏ ngỏ. Nhiều sản phẩm ô cốp có tiếng ở các vùng miền có thể bị bắt chước y hệt, khiến cho người tiêu dùng như rơi vào ma trận khi không thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Câu chuyện về bảo hộ cho sản phẩm tương ớt tại huyện miền núi Mường Khương của tỉnh Lào Cai sẽ cho thấy những bất cập trong việc bảo hộ thương hiệu cho nông sản OCOP, khi thực tế đây lại là sản phẩm giúp cho người dân thoát nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Thường xuyên là người đi siêu thị, mua sắm thực phẩm cho gia đình. Thế nhưng, việc lựa chọn thương hiệu cho các loại tương ớt của anh Đức chưa bao giờ là đơn giản. Sản xuất ở đâu, nguồn gốc đâu thì tôi cũng không rõ. Vụ mỗi vùng miền cũng như tương ớt, có tương ớt Mường Khương. Nhưng mà chưa chắc đã mua về nó đã sản xuất ở tại Mường Khương. Ra siêu thị mua thì cứ biết là mua cái tên như thế là Mường Khương. Tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tương ớt bản địa được chính những bà con ở huyện miền núi này sản xuất ra từ khâu canh tác đến chế biến và lên men. Tuy nhiên, các sản phẩm này hiện chưa đăng ký sở hữu trí tuệ và khâu tiếp thị chưa mở rộng nên khó tìm kiếm thị trường. Chúng tôi cũng mong muốn là sản phẩm của chúng tôi là được nhiều người biết đến để cho chị em là có công ăn việc làm và có đời sống ổn định kinh tế hơn, cũng như là đưa cái thương hiệu tương ớt Mường Khương là để mọi miền Tổ quốc đều biết đến. Để ra được những chiếc tem dán lên như thế này là quá trình thay đổi trong tư duy nhận thức của đồng bào bà con dân tộc huyện Mường Khương. Tuy nhiên, làm gì để giá trị thương hiệu phát triển và đến với đông đảo người tiêu dùng cả nước thì đòi hỏi nhiều hơn thế. Vẫn còn những cái mặt hàng trôi nổi trên thị trường mang cái thương hiệu không đúng với cái các cái mặt hàng chủ lực của huyện Mường Khương, cũng như các cái sản phẩm OCOP của huyện Mường Khương đã được công nhận. Chúng tôi trân trọng đề nghị các cái cơ quan chức năng cũng sớm vào cuộc để xử lý cái vấn đề này. Xem kỹ các nội dung thể hiện trên nhãn hàng hóa. Từ cái nhãn hàng hóa nó sẽ thể hiện là đơn vị nào chịu trách nhiệm sản xuất, địa chỉ đơn vị đấy ở đâu, có đảm bảo các cái tiêu chuẩn của OCOP hay không. Thì các cái thông tin đấy nó sẽ được công khai và chúng ta có thể tra cứu. Việc bà con tiếp cận với thị trường qua các sàn thương mại điện tử sẽ phần nào giúp đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, nông sản của địa phương. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong việc quảng bá và bảo hộ cho các sản phẩm nông sản địa phương, vì bà con vẫn cần thêm sự vào cuộc hỗ trợ của các cấp chính quyền. Phối hợp triển khai hiệu quả thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Nghị quyết 98 của Quốc hội là mục tiêu được đẩy mạnh trong thời gian tới của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thành phố sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên những thành tựu khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo mà chưa có quy định. Thí điểm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất kinh doanh, áp dụng các chính sách trong thu hút, tuyển dụng, trọng dụng người tài đối với một số lĩnh vực ưu tiên. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ phân cấp, phân quyền một số nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao cho thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố hiện dành 0,88% GRDP cho phát triển khoa học công nghệ, tiến tới dành 1% và là địa phương có số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chiếm 50% số lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong các chính sách chuyển đổi xanh của chính phủ, nhóm doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh được xem là một trong những nhóm đối tượng ưu tiên hàng đầu. Bởi nếu không có các giải pháp xử lý, tái chế, tái sử dụng, thì lượng rác thải này sẽ tạo sức ép rất lớn lên tất cả các đô thị. Những năm qua, nhóm doanh nghiệp này cũng đã có những chuyển biến tích cực. 90% các doanh nghiệp đã tiến hành chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Và đáng chú ý là nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thường có cách tiếp cận và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tốt hơn. Điện truyền thống tại nhà máy của doanh nghiệp sữa này được thay thế bằng năng lượng mặt trời. 100% dầu diesel trong sản xuất cũng được thay thế bằng nguyên liệu sinh khối. Không chỉ tiết kiệm năng lượng mà cả nguồn nước cũng được tinh lọc để đạt chuẩn tái sử dụng. Nhờ thế, 70.000 mét khối nước được tiết kiệm mỗi năm, tương ứng lượng nước sinh hoạt của 6.700 hộ gia đình trong một tháng. Với kinh tế tuần hoàn tại nhà máy, ước tính 80% lượng khí thải nhà kính đã được tiết giảm, tương ứng 10.000 tấn CO2 mỗi năm. Đến năm 2050, chúng tôi sẽ đạt đến trung hòa carbon. Chúng tôi phải giảm 25% điện, cũng như là tiết kiệm tái sử dụng 50% nước đến năm 2030. 12 năm qua, doanh nghiệp này đã hợp tác với 21.000 nông dân trồng cà phê để giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động canh tác nông nghiệp, thông qua việc trồng các giống cà phê có khả năng kháng bệnh, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học.
Là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng nhanh, chúng tôi tập trung phát triển bao bì bền vững, trong đó bao gồm các hoạt động như cải tiến bao bì, giảm thiểu bao bì và xây dựng hệ thống để có thể tái chế bao bì hiệu quả hơn. Chúng tôi hợp tác với các đối tác như Pro Việt Nam nhằm thu gom, xử lý, phân loại và tái chế bao bì. Những vỏ bình nước lớn như thế này có thể được xoay vòng tái sử dụng 15 lần. Trong ngành hàng chai bán lẻ, vỏ chai hoàn toàn có thể được tái chế hoặc được làm hoàn toàn từ nhựa tái chế. Chúng tôi đang thực hiện nhiều hoạt động trong ba lĩnh vực cốt lõi là tái tạo nguồn nước, trung hòa carbon và đặc biệt là trung hòa nhựa. Chúng tôi đã đầu tư nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu và phát triển sản xuất nhựa RBET theo tiêu chuẩn của tập đoàn mẹ. Mặc dù chi phí sản xuất cao, nhưng hầu hết các sản phẩm không tăng giá khi đến tay người tiêu dùng với các hoạt động bền vững này. Có thể nói, trong thời gian qua, dòng vốn ngoại đã và đang dẫn dắt xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành tiêu dùng nhanh tại Việt Nam. Số vốn đầu tư cho tăng trưởng bền vững của mỗi doanh nghiệp trung bình có thể lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm, nhiều người trẻ ở Việt Nam giờ coi việc mua những món đồ cũ không phải là một sự hạ cấp tiêu dùng, mà giống như cách mua sắm hữu ích hiệu quả vì chi phí bỏ ra thường thấp hơn nhiều. Sau tiết kiệm tiền, sống tối giản, second hand hiểu là hàng đã qua sử dụng đang trở thành một trong những từ khóa chi tiêu của một bộ phận giới trẻ. Hoàng Minh thường mua các món đồ cũ còn hữu ích trên các nền tảng đồ cũ về dùng, bởi đây không chỉ là cách mua sắm hợp lý với túi tiền mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Nếu mà muốn sử dụng một thiết bị như là điện thoại này, iPhone vừa mới ra mắt thì giá thành của nó rất là cao, cho nên là em sẽ lựa chọn là sử dụng đồ lướt. Trào lưu sử dụng hàng cũ đã xuất hiện từ lâu nhưng ngày càng phát triển và mở rộng trên các nền tảng xã hội. Với quan niệm cũ người mới ta, đồ lướt từ 95 đến 99% đang là xu hướng tiêu dùng của nhiều bạn trẻ. Nó mang đến cơ hội được trải nghiệm nhiều phong cách khác nhau với chi phí hợp lý. Là người tạo ra các sản phẩm thì bản thân mình luôn mong muốn một cái sản phẩm mình tạo ra nó sẽ có giá trị lâu dài. Việc làm đó cũng là một cái sự đóng góp vào cái hành trình sử dụng thời trang bền vững. Thị trường đồ cũ ở Việt Nam được dự báo sẽ vượt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Những đồ cũ được mua bán và dùng lại nhiều nhất là quần áo, đồ điện tử, đồ gia dụng. Khảo sát tại nhiều thị trường thì 83% người Việt Nam từng mua đồ đã qua sử dụng sẽ tiếp tục mua trong tương lai. Tuy nhiên, việc mua sắm những món đồ cũ cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro. Trước đây em có mua một chiếc điện thoại qua mạng thì em dùng một thời gian thì cái Face ID nó không còn nhận nữa. Nhưng mà khi em mang ra hãng bảo hành thì nó lại bị hết rồi, cho nên em cảm thấy cũng rất tiếc. Em đã từng mua một chiếc áo thanh lý qua mạng, giá cả thì cũng chỉ bằng 1/3 sản phẩm gốc. Nhưng mà sau một lần mặc và giặt thì sản phẩm sẽ không còn như lúc đầu nữa. Thực tế, việc chọn mua các mặt hàng cũ sẽ giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí và góp phần kéo dài tuổi thọ của món đồ hơn. Điều đó cũng có nghĩa là người sử dụng đang tham gia vào quá trình tái chế trực tiếp, thay vì bỏ chúng vào thùng rác, tạo ra một lượng lớn chất thải thì đã sử dụng tối đa công dụng của đồ đã qua sử dụng và biến chúng thành những món đồ có ích. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Cà Mau đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác huy động và phối hợp giữa nhiều lực lượng. Câu chuyện về những nữ tân binh có chung nguyện vọng được rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, Tây Nguyên và Nam Bộ khô nóng kéo dài, cảnh báo nguy cơ cháy rừng được Cục Kiểm Lâm đưa ra trên diện rộng. Toàn bộ hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang có tới 114 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, và 120 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm, bao phủ trên diện rộng khắp hai khu vực này. Người dân cần tạm dừng các hoạt động như đốt ong lấy mật, đốt nương rẫy. Khách du lịch không sử dụng lửa tại các danh lam thắng cảnh gần và trong rừng. Mùa khô năm nay đến sớm, nắng nóng cao độ khiến cho nhiều cánh rừng vùng đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ cháy cao. Tỉnh Cà Mau, một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất khu vực, đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác huy động và phối hợp giữa nhiều lực lượng. Nhận định tình hình mùa khô năm nay rơi vào chu kỳ khô hạn khắc nghiệt 4 năm một lần, công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng đang được tỉnh Cà Mau tăng cường ở mức cao nhất. Kế hoạch ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là đắp đạp trữ nước, đã được các chủ rừng chú trọng thực hiện.
Từ cuối tháng 10 năm ngoái, vườn quốc gia Âu Minh Hạ đã gia cố, đắp 28 cống đập và triển khai nhiều giải pháp tích cực bảo vệ rừng. Đơn vị cũng đã bố trí xuống lực lượng xuống các chốt và 10 tổ máy bơm hiện nay đã xuống các địa bàn trọng điểm để trực 24/24. Toàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 21.000 hecta rừng đứng trước nguy cơ cháy cao, trong đó hơn 2.000 hecta đang ở mức báo cháy cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Chủ động sẵn sàng các nguồn lực phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng là hết sức cần thiết trong lúc này. Khi mà có những cái sự cố về phòng cháy chữa cháy trong rừng thì theo quy chế phối hợp và các cái kênh thông tin liên lạc trực tiếp về điện thoại hay là số điện thoại khẩn cấp thì công ty sẽ có mặt. Số lực lượng phối hợp là khoảng 2 tiểu đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành công ty Cà Mau với khoảng 20-30 người thường trực 24/7. Hai khu vực nguy cơ cháy cao hiện nay là vùng rừng U Minh Hạ cùng với rừng cụm đá Hoàng Khoai và Hòn Chuối. Diện tích rừng khô và cấp độ báo cháy tiếp tục gia tăng. Ngành Kiểm lâm Cà Mau đang tăng cường công tác ứng trực, cập nhật tình hình khô hạn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn người ra vào rừng suốt những tháng mùa khô. Ngày 3 tháng 3 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài hơn 4.500 km, đi qua địa bàn của 25 tỉnh, thành phố. Chú trọng và nâng cao sức chiến đấu, kiểm tra, kiểm soát mọi di biến động trên khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ hàng đầu của những người lính. Tại chợ phiên biên giới giữa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào, rất đông người dân hai bên qua lại để giao thương mua bán. Để đảm bảo an toàn trong việc kiểm soát tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng Nghệ An đã thực hiện phương án cấp phát thẻ cho người dân tham gia chợ phiên. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện nội dung này. Đội biên phòng cửa khẩu của huyện Đồng Cần đã triển khai cái phát cái thẻ chờ ra vào chờ biên giới cửa khẩu của Đồng Cần nhằm mục đích là đảm bảo cái duy trì an ninh từ khu cửa khẩu cũng như là đảm bảo cái an toàn cho người dân trong quá trình là tham gia chờ biên giới. Nghệ An là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Lào với hàng trăm cột mốc và nhiều cửa khẩu, hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế hay bị các thế lực đối tượng xấu lợi dụng. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền cũng được lực lượng bộ đội biên phòng duy trì đều đặn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Không đi mua hàng trái phép với trâu bò với pháo cả thứ, hàng cấm tự chuyển từ bên Lào về Việt Nam thì anh để tuyên truyền cho anh em để không làm, không mua, không chuyển. Chúng tôi triển khai lực lượng tổ chức tuần tra khép kín trên tuyến biên giới, thường trực 24/24 giờ để là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Với sự chủ động triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, nhờ vậy khu vực biên giới, địa bàn luôn đảm bảo sự bình yên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc. Tại Trung đoàn Bộ binh 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội những ngày này đang đón 150 nữ tân binh của các tỉnh phía Bắc về đây huấn luyện. Những cô gái đến từ nhiều địa phương với tuổi đời còn rất trẻ, đều có trình độ đại học cao đẳng, đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Họ vẫn được ví như là những bông hồng trong quần ngũ. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, một tính cách khác nhau, thế nhưng đều có chung nguyện vọng là được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, được cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Âm thanh báo thức quen thuộc mỗi sáng. Các trung đội tập hợp điểm danh để bắt đầu các hoạt động trong ngày. Thức dậy tập thể dục, hàng lối thẳng nhau và không quên các động tác. Những ngày đầu họ phải làm quen. Một việc còn đơn giản hơn nữa, các nữ chiến sĩ cũng phải học phơi khăn mặt và quần áo đúng vị trí. Phải thực hiện đúng. Nên là không phải là đến giờ đấy thì mình mới bắt đầu thực hiện theo cái hoạt động như vậy mà mình phải chuẩn bị trước, mình có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các anh bảo là 5 rưỡi phải dậy thì 4 rưỡi em đã dậy rồi. Phải dậy gấp chăn này xong rồi dậy đánh răng rửa mặt trước khi mà có còi báo động. Tú sinh ra và lớn lên tại một xã miền núi tỉnh Điện Biên, tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội, vừa ra trường em đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Ông em
một cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Ông rất là tự hào với cái điều là ông đã tham gia chiến dịch như thế. Ông luôn luôn tự hào là và đeo với cái huy chương trên áo. Nên là em cũng mong muốn là được như ông là có thể cống hiến chút gì đấy. Vào đơn vị, tất cả đều là chị em một nhà, cùng chia sẻ những câu chuyện về gia đình quê hương. Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, cũng làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Sẽ là những cái ngày tháng mà có thể là sẽ không bao giờ có lại một lần nữa. Nếu như mà có thể là nó sẽ vất vả, nhưng mà nó sẽ là những cái kỷ niệm và những cái trải nghiệm mà không phải ai cũng có được. Và không có việc gì khó cả, chỉ sợ lòng không bền thôi. Còn quyết chí thì sẽ làm nên ạ. Những ngày này thì công việc với họ cũng rất đơn giản thôi ạ, nhưng vẫn phải đảm bảo tính nguyên tắc và kỷ luật. Và có lẽ một hành trình khó khăn, thử thách vẫn đang đợi họ ở phía trước. Thế nhưng những bạn nữ tân binh này đã chọn cho mình một con đường mà nhiều người không chọn để có thể có một tuổi 20 thật sự ý nghĩa và góp phần đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa, trong đó có nhiều di tích nổi tiếng. Và điều khiến cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh trở nên thu hút và hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, đó là có các sản phẩm du lịch gắn liền với văn hóa lịch sử. Lễ hội Nguyên Tiêu của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Qua hơn 30 năm duy trì tổ chức, lễ hội Nguyên Tiêu đã thu hút hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước hàng năm. Rất là thấy vui vì lâu lâu mới được xem được một cái cảnh như thế này. Ở nước ngoài đâu có được như vậy đâu. Rất là vui. Còn trong tháng 3 này, một lễ hội lớn khác sẽ được tổ chức là lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 17 tháng 3 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường đi bộ Nguyễn Huệ và các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những sự kiện mang tính chất lịch sử và tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, nhiều sự kiện văn hóa mang màu sắc hiện đại trẻ trung cũng sẽ được tổ chức trong năm nay. Mình được nghe ca nhạc, em thấy rất là vui, nó giống như kiểu là một cái thì mình được trải nghiệm đa giác quan đó. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố là trẻ và náo nhiệt. Thì em cũng là người ở thành phố khác, tại vì em rất là thích cái không khí và cái sự trẻ trung ở nơi đây. Trước đây du khách chỉ nhận thức là đến thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có những cái điểm đến cũ, ví dụ như là đi Củ Chi, Cần Giờ. Thì nay có nhiều cái sản phẩm hơn ở từng quận huyện và cái sự kết nối của những điểm đến hấp dẫn ở trên các quận huyện đó cũng đang góp phần tạo nên cái tính đa dạng. Năm 2024, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi 22 hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, mua sắm đặc sắc diễn ra rộng khắp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.